Hôm nay mình sẽ móc cái kẹp tóc cherry ha. Ở đây mình móc được một cái rồi, bây giờ mình sẽ móc cái thứ hai. Ở đây mình có 4 màu, tùy các bạn thích phối màu như thế nào thì phối màu theo ý của mình ha. Đầu tiên mình sẽ móc cái phôi. Trước tiên thì các bạn sẽ tạo cho mình 10 mũi móc bính. Các bạn sẽ móc ngược về cho mình 8 mũi móc đơn. Sau khi mình móc được 8 mũi móc đơn rồi thì cái chân cuối cùng các bạn sẽ móc vào đây 3 mũi đơn. Rồi, các bạn móc ngược về đây 7 mũi đơn. Ở đây mình móc cái mặt này nè các bạn. Đó, cái mặt nằm trên này nè. Thì khi chúng ta móc nó không có bị cái lỗ, không có bị cái lỗ bự ngay cái đường giữa này. 2 3 4 5 6 7 Ở chân cuối cùng các bạn móc vào đây cho mình thêm 2 mũi móc đơn nữa. Rồi chúng ta sẽ đâm kim qua chân móc đầu tiên phía bên này, kết thúc một mũi trượt. Tiếp tục hàng số 2, các bạn sẽ móc lên một bính. Chúng ta sẽ móc cùng cái chân này 2 mũi móc đơn. Một V. Rồi các bạn sẽ móc tiếp 7 mũi móc đơn. Rồi ngay chỗ ba chân móc đơn này chúng ta sẽ móc vào mỗi chân là một cụm V. Mỗi chân chúng ta sẽ móc vào đó 2 mũi đơn cùng chân. Chúng ta có 3 lần như vậy. 1 2 3 Rồi các bạn móc ngược về 7 mũi đơn tiếp tục. Đây chúng ta còn hai chân thì các bạn móc vào đây 2 đơn cùng chân 2 lần. Cái chân này chúng ta không có tính nha. Rồi các bạn sẽ móc vào đây một mũi móc trượt. Tiếp tục
Hàng số 3 các bạn cũng lên một mũi bính. Rồi, ở đây hồi nãy chúng ta có một hai mũi đơn chung chân ha. Bây giờ các bạn sẽ móc vào chỗ này một đơn, hai đơn cùng chân ha. Một đơn. Hai đơn chung chân. Móc tiếp 7 mũi đơn nữa. Rồi, ngay chỗ chúng ta có ba cái cụm V ở đây thì các bạn cũng móc lần lượt một đơn hai đơn cùng chân, một đơn hai đơn cùng chân, một đơn hai đơn cùng chân ha. Một mũi đơn nè, hai mũi chung chân nè, đó chúng ta móc 3 lần như vậy. Ngược về tiếp 7 mũi đơn. Ở đây chúng ta còn 4 chân móc ha. Thì các bạn sẽ móc lần lượt cũng giống hồi nãy đầu bên đầu bên đây. Một đơn hai đơn cùng chân, một đơn hai đơn cùng chân. Đơn hai đơn cùng chân, vậy là chúng ta kết thúc cái phần này ha. Các bạn sẽ cắt, chúng ta sẽ đâm kim qua phía bên này đó, chúng ta sẽ lấy sợi qua. Rồi chúng ta đâm từ dưới lên ở chân phía bên đây, rút cái này xuống đó, như vậy thì mũi móc của chúng ta nó sẽ liền lạc với nhau. Mình chỉ việc giấu sợi này đi thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục với lại cái phần màu viền à, phần viền ta sẽ sử dụng màu trắng. Ở cái phần viền này thì các bạn sẽ lật cái mặt trái lên ha, đây chúng ta sẽ đâm kim vào một chân móc bất kỳ ha. Ở đây hồi nãy mình kết thúc chỗ này, các bạn sẽ đâm kim vào chân móc bất kỳ, các bạn sẽ lấy sợi, chúng ta sẽ lên một mũi móc bính ha. Rồi cùng cái chân móc này các bạn sẽ lần lượt móc vào đây, chúng ta lấy sợi một lần, hai lần và ba lần. Các bạn lấy mũi bắp á, 3 lần ha. Chúng ta sẽ kéo nó qua hết luôn. Rồi, móc lên một bính. Rồi, bây giờ tiếp tục. Chúng ta sẽ bỏ cái chân móc kế bên. Bỏ chân móc kế và móc vào một cái chân móc kế nữa ha. Sợi thì bỏ nó qua đi một hồi dấu nó. Bỏ một chân móc vào chân kế. Một mũi móc. Mình móc một mũi móc trượt ha. Đó. Rồi lại lên một bính. Đâm kim lấy sợi 3 lần. Một. Hai. Ba, rút qua, chốt sợi, rồi bỏ một chân móc vào chân kế, một mũi móc trượt,
lên một bính, rồi lấy sợi 3 lần. Chốt, bỏ một chân móc vào chân kế. Đó, các bạn cứ móc lần lượt như vậy cho đến hết cái vòng này ha. Bây giờ mình sẽ móc tới cái trái cherry ha. Trái cherry thì các bạn chuẩn bị một ít sợi màu đỏ. Chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn. Mình sẽ móc vào trong cái vòng tròn này lên, mình lên 2 mũi bính nha. Móc vào trong đây 8 mũi móc đơn. Ôi lộn, 8 mũi móc kép nha các bạn. Hai bốn sáu tám rút sợi. Chỗ này chúng ta cắt nha. Đem kim vào đây. Lấy sợi qua. Nửa chân này. Lấy sợi xuống. Đó. Các bạn sẽ móc 2 cái như vậy nha. Rồi bây giờ mình sẽ móc lá. Sợi màu xanh. Các bạn sẽ móc một sợi dây bính gồm có 15 mũi móc bính. Mình sẽ móc về một mũi trượt. Giờ mình bắt đầu hai một trượt một đơn một nửa kép một kép bây giờ chúng ta móc đối xứng trở lại quanh đây. Bây giờ tới một nửa kép, một đơn, một trượt. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu bên cái phần nửa cái lá thứ hai tương tự như vậy, một trượt, một đơn, một nửa kép, một kép, rồi đối xứng lại một nửa kép, một mũi đơn, một mũi trượt. Đó, chúng ta được phân nửa cái lá ở trên. Bây giờ móc nửa cái phân lá còn lại thì các bạn sẽ chỗ này lên một mũi bính nhé, đối xứng lại thôi, một mũi trượt, một mũi đơn, một nửa kép, một kép. Đối xứng lại một nửa kép, một đơn, một mũi trượt.
chúng ta được nửa bên lá bên đây. Rồi, tương tự như vậy thôi. Một trượt, một đơn, một nửa kép, một mũi kép, một nửa kép, một mũi đơn, một mũi trượt. Chúng ta cũng lên một bính. Các bạn cũng giấu sợi đi. Chúng ta có được một cái lá. Đây là cái lá sau khi mình móc rồi nè. Bây giờ các bạn sẽ móc một sợi dây có 15 bính nha. Mình móc thêm 15 bính nữa. Mình sẽ cột nó lại. Siết chặt nha. Đó, để hồi mình dán vô này mình tạo hình nó thôi. Bây giờ thì các bạn chuẩn bị keo nến là mình dán nó vô. Đây, cái mảnh này thì chúng ta cắt vừa với cái miếng này. Vì chúng ta cắt một lỗ nhỏ để chúng ta nhét cái kẹp vô ha. Đó, rồi chúng ta sẽ dán nó vào. Tất cả đều dán bằng kem nến ha. Đây, sau khi mình làm xong ha. Đây, chúng ta làm hai cái này nó ngược chiều nhau nha. Đặng ngay lúc mà mình kẹp lên như này nè, đó, cái hai bên thì nó sẽ hai cái này nó sẽ đối xứng. Xin chào các bạn nha, chúc các bạn thành công.